Em chào anh Khương. Nhưng mà giấu rất thì... may mắn là hôm nay Sumugo lại được đến thăm hai bác cũng như là gia đình. Em thấy một cái vườn cam mà nó khác lạ. Địa chỉ ở đâu đây anh? Đây là thôn Đồng Nấm. Đồng Nấm, xã Tân Quang, Lục Ngạn. À, Bắc Giang. Bắc Giang. Ừ. Đây là gọi là cái giống cam gì mà em nhìn có lá nó khác đấy? Vậy là cứ gọi là cây cam tàu đi. À. Lấy giống Trung Quốc về mà. Nó có một cái đặc điểm là cái cam này nó khác với lại cái cam mà mình đang trồng, cái cam canh hay là cam Vinh, thì nó ở cái đặc điểm gì anh? Cái này thì đúng ra như rồng ấy, thì nếu mà ăn phân thì nó ăn nặng hơn. Ừ. Như cái đạt lượng sản lượng là nó hơn. À, nó cao hơn hẳn. Vâng. Thế là đây là anh chuyển đổi ghép ở trên cây gốc đây gì đấy? Thân cây bưởi. À. Thân cây bưởi diễn. Tổng cái diện tích này của anh có lớn không? Cái này cả đây là coi như vào khoảng độ hơn 3 mẫu. Hơn 3 mẫu? Như bây giờ là hơn 3 mẫu. Ừ. Là trong đó là cái riêng cái cam gọi là cái cam giống mới đây. Giống mới. À. Thì anh có khoảng bao nhiêu diện tích cái này? Tích này nó giờ vào khoảng độ hơn 3 sào. À, hơn 3 sào. Hơn 3 sào thì hơn 1.000 mét vuông. Đúng không ạ? Hơn 1.000 mét vuông. Như cái cây này năm ngoái là được cây. Đấy, như này. Cây này năm ngoái được năng suất, nó cây to nhất được bao nhiêu? Năm ngoái được vào hơn 1 tạ. Cứ gọi là... Những cây này là hơn tạ. Là phải hơn tạ. Ui giời. Hơn tạ. Chăm sóc cái giống cam mới này nó có cái gì mà nó khó hơn so với cam canh không anh? Nó thì cũng chăm như thế thôi, nhưng cái là nó ăn đều. À. Nó ăn đều phân. Ăn đều phân. Đấy, nó ăn đều, cứ độ ví dụ một tuần hay là chục ngày là phải bón, nhưng bón là bón ít một. À. Nhưng mà nó bón vào thành ra là nó nhiều đợt bón hơn thì là nó sẽ sản lượng phân, nó cái số lượng ăn đi sẽ nặng hơn cái cam cam canh. Thực ra thì đây thì Sumago thì luôn luôn chân thực với lại những cái thông tin. Như anh nói đây là cam tàu, nhưng mà có thể nói là nhiều bà con đang muốn tìm hiểu cái giống này gọi là giống cam Thái hay là cam Úc, vân vân, có nhiều thứ lắm. Nhưng mà em biết đây là một trong những cái chân thực nhất, là cái giống cam mà cũng xuất phát từ nước ngoài. Từ nước ngoài. Đấy, thế nhưng có thể là Úc, có thể là Thái Lan, nhưng qua nước nữa đó là cũng như anh nói gọi là Trung Quốc, phải không ạ? Ở giai đoạn quả như thế này thì em thấy cái lá của anh nó chắc lá mà sau quả nó lớn đều như thế này. Anh có chăm cái gì mà nó đặc biệt không? Mình chăm được nhiều phân đều. À thế ạ. Đấy, từ đỗ miền này. Rồi là phân hóa học cũng có này, phân chuồng có hết này. Dạ vâng. Đấy. Sumago là hai lượt rồi, từ đầu năm là hai lượt rồi. Thế nào? Sumago đấy. Anh dùng cái Sumago, anh thấy cái lá cam nó này mọi năm hơn. Nó dày, nó xanh, nó dày lá hơn. Dày lá hơn. Dạ vâng. Ở đây em được biết là anh còn quả cái chuyện là có giống để cung ứng với giống cam chỉ cho bà con đúng không ạ? Đúng rồi. À, dạ vâng. Cái giá mà cây cam chỉ để bao tiền cây anh? Cam chỉ hôm nọ bán cho anh em là 20.000 một cây con. Cái loại phi bao nhiêu ạ? Chắc cũng phải, nếu mà vanh của nó chắc cứ gọi là khoảng độ đến 3 phân. À, 3 phân. Ừ, có nghĩa là bằng ngón chân cái. Bằng ngón chân cái rồi, phi 21 rồi. Phi 21 đấy. Dạ, vâng. Ok. Thế như vậy là có thể nói là đây là một trong những địa chỉ rất tin cậy về cái chuyện đây. Cam thì rất tốt, rất xanh và ứng dụng các cái sản phẩm, trong đó có Sumago, phải không ạ? Giá năm ngoái anh bán cái giống này là bán cái quả cam này bao tiền cân? Năm ngoái bán thì được lúc đầu thì bán 40, về sau bán lên đến 45. À thế ạ. Thế thì cái dịp bán của nó là bán vào đúng cái dịp nào? Tháng cuối tháng 11 âm. À. Bán đến hết tháng riêng. Hết biểu, tháng riêng. Cái biểu của nó là bao nhiêu quả một cân anh? Năm ngoái đây bán nó chỉ rơi tầm khoảng 5 quả. 5 quả một cân? 5 quả. Ừ. 6 quả thì hiếm, nhưng mà 5 quả. So bù vào 5 quả. So với cái cam canh của mình? Thì cái này nó có cái điểm gì nó nổi trội hơn ạ? Nó nổi hơn. Nếu mà cái này sẽ nổi hơn. Ừ. Kể cả từ lúc chăm cây đến lúc thu quả là cái này nó trội hơn. À. Cảm thấy trội hơn. Ví dụ như là mà kia cái, nó... Cũng cái diện tích đấy mà hoặc là những số cây đấy thì cam đường canh không bao giờ bằng cái giá này được. À, dạ. Cái cam đường kia nó bị để bung rươi này. Ừ. Thiếu phân cái là nó rươi. Ừ. Nhiều phân thì nó lại... nứt, à, nứt cái quả đẹp đi. Đúng rồi, đúng rồi. Thế là sau nó sẽ để lại những cái quả gọi là xấu, quả kém, kém quả xấu. Đấy là một trong những cái thành công của anh. Anh đã đưa cái giống này vào được mấy năm rồi anh? Coi như là tính năm thì năm là năm thứ ba. Năm thứ ba. Trong 3 năm đấy thì anh thấy là cái sản lượng nó có ổn định được không? Ổn định.
ổn định, không mất mùa, không mất mùa. Dạ vâng, mà rất giá là... nó yên. Dạ vâng ạ. Cái năm đầu tiên là giá 25.000 thôi, nhưng đến bây giờ lên đến 45.000. Vâng, vâng, vâng. Sumago rất cảm ơn anh, là một trong những khách hàng có thể nói là qua rất nhiều thông tin đã dùng Sumago rồi. Thế nhưng anh lại có giống cá mới. Hy vọng rằng là trong cái clip này, bà con nông dân ở các cái tỉnh, các cái địa phương muốn tiếp nhận giống mới thì sẽ đến với anh Cường nha. Anh sẽ giúp bà con tiếp nhận những cái kỹ thuật mới, phải không ạ? Cảm ơn anh. Chúc anh mạnh khỏe.